là khu dự trữ sinh quyển thế giới, vườn quốc gia Cát Tiên có hệ động thực vật rất phong phú. Việc gìn giữ và bảo tồn sự đa dạng sinh học cùng những giá trị văn hóa lịch sử ở khu vực này đang được thực hiện theo công ước quốc tế. Để hiểu thêm về công tác bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái tại vườn quốc gia Cát Tiên, mời quý khán giả đón xem chương trình Nhịp sống phương Nam phần 2 mang tên Gìn giữ và bảo tồn vườn quốc gia Cát Tiên, phát sóng lúc 19:30 Chủ nhật ngày 1 tháng 6 trên kênh truyền hình Thông Tấn.